Kính chào quý vị khán thính giả, hôm nay chúng ta sẽ đến với tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Kiên Giang tiếp giáp với An Giang ở phía đông bắc, Cần Thơ và Hậu Giang ở phía đông, Bạc Liêu ở phía đông nam và Cà Mau ở phía nam, tiếp giáp Campuchia và phía bắc với đường biên giới dài 54 km và vịnh Thái Lan ở phía tây với đường bờ biển dài hơn 200 km. Kiên Giang có hơn 100 đảo lớn nhỏ ngoài biển. Đơn vị hành chính Kiên Giang có 3 thành phố, 11 huyện ngoại thành và 1 huyện đảo: thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên, thành phố Phú Quốc, huyện An Minh, huyện Châu Thành, huyện Rồng Riềng, huyện Gò Quao, huyện Hòn Đất, huyện Giang Thành, huyện Kiên Lương, huyện An Biên, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và huyện đảo Kiên Hải. Về diện tích là 6.348,8 km2, dân số là 1.723.067 người, dân tộc có dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và dân tộc Chăm. Điểm đầu tiên chúng ta đến là Hòn Tre. Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá 30 km về phía tây. Hòn Tre có chiều dài 3,5 km, nơi rộng nhất chừng 2 km, đỉnh cao nhất là 395 m. Cư dân trên đảo sinh sống bằng nghề làm vườn, đánh bắt cá và chế biến hải sản. Từ Rạch Giá nhìn ra biển, Hòn Tre có dáng tựa như con rùa khổng lồ bơi trên biển, nên đảo còn có tên là Hòn Rùa. Hòn Tre có nhiều cảnh đẹp như bãi chén, động dừa, đuôi hà bá. Bãi chén nằm ở giữa phía tây bắc của đảo, là một vịnh nhỏ sóng êm, có chiều dài khoảng 2 km. Đặc điểm của bãi chén là bờ ven bờ có rất nhiều tảng đá to tròn như cái bát, cái chén úp khổng lồ. Đến bãi chén, du khách thích ngồi trên những cái chén đá đó để câu cá, ngắm cảnh, nghỉ ngơi sau những giây phút bơi đùa thỏa thích. Đây là bãi tắm sạch đẹp nhất của Hòn Tre. Cảnh vật vẫn giữ được nét hoang sơ, dưới là biển, trên là cây rừng tỏa bóng mát. Du khách đến với Hòn Tre được thưởng thức những món ăn thật hấp dẫn lạ miệng, chẳng hạn như cồi của một loài hàu có tên là biện mai. Con hàu được người dân đảo chế biến thành nhiều kiểu, ăn sống, nấu cháo, lăn bột chiên giòn, dùng chung với các loại rau thiên nhiên mọc trên đảo. Dưới lớp cát biển có loại cà xỉu cũng được người dân đảo chế biến thành nhiều món ăn ngon. Điểm tiếp theo chúng ta đến sẽ là đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thị trấn Dương Đông, thủ phủ của đảo, cách thành phố Rạch Giá khoảng 120 km và cách Hà Tiên 45 km. Đặc điểm, đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất Việt Nam, là hòn đảo lớn nhất trong 22 hòn đảo của huyện đảo Phú Quốc, là tài nguyên thiên nhiên phong phú, giàu tiềm năng du lịch. Đảo Phú Quốc lớn nhất có diện tích 573 km2, dài 50 km, nơi rộng nhất ở phía bắc đảo là 25 km. Địa hình Phú Quốc rất độc đáo, chạy dài từ nam đến bắc, đảo chập trùng 99 ngọn núi đồi lớn nhỏ, cư dân sinh sống trên đảo lên đến 45.000 người. Ở đây ngoài đồi núi còn có đồng bằng rừng tự nhiên rộng 37.000 hecta với nhiều gỗ quý và chim muông. Phú Quốc được mệnh danh là hòn đảo ngọc bởi sự giàu có của thiên nhiên và tiềm năng du lịch phong phú. Một vùng đất lạ với những cánh rừng nguyên sinh có nhiều gỗ quý, tập trung ở khu vực phía đông bắc đảo. Viền quanh đảo có nhiều bãi tắm đẹp như bãi Trường, bãi Kem, Gành Dầu, Rạch Tràm, Rạch Vẹm. Du khách có thể tắm biển, tắm suối, tắm sông rồi leo núi, vào hang, lên rừng, nơi có thể quan sát cuộc sống của các loài động thực vật hoang dã. Đặc sản nổi tiếng của đảo Phú Quốc là nước mắm, hương vị ngọt, thơm, được chế biến từ các loại cá cơm đặc biệt, có độ đạm cao. Phú Quốc có các cảng như An Thới, cảng Hòn Thơm, nơi cập bến của tàu bè trong nước và quốc tế để trao đổi hàng hóa. Đảo Phú Quốc nơi có nhiều di tích lịch sử như khu căn cứ ngoài người anh hùng Nguyễn Trung Trực, những kỷ vật của vua Gia Long trong những năm trôi dạt ra đảo cuối thế kỷ thứ 18 và nhà tù Phú Quốc. Điểm tiếp theo chúng ta đến thăm là thắng cảnh Hà Tiên. Hà Tiên là một thị xã biên giới tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá 90 km đường bộ. Thị xã Hà Tiên được hình thành cách đây gần 300 năm mà tên tuổi của nó đã gắn liền với dòng họ Mạc. Hà Tiên là nơi hội tụ của nhiều danh lam thắng cảnh, thiên nhiên hoang sơ đầy quyến rũ, có hang sâu, động hiểm, nhiều đảo đá trên biển, có sông, hồ, chùa, lăng tẩm và nhiều bãi tắm đẹp. Thơ mộng Đông Hồ, thị xã Hà Tiên sầm uất và nên thơ, nằm giữa các núi Pháo Đài, Kim Dữ, núi Lăng, Bình San, núi Ngũ Hổ và Đông Hồ. Đông Hồ là một hồ nước có chiều dài 3 km và rộng 2 km ở ngay cửa sông Giang Thành. Đông Hồ đẹp nhất vào những đêm gió mát trăng thanh, do đó dòng họ Mạc, Mạc Cửu, nơi đặt tên Đông Hồ Ấn Nguyệt, tức Đông Hồ in bóng trăng.
Điểm thứ hai là Lăng Họ Mạc. Từ mé Kim Dữ đi về phía tây vài km là đến núi Lăng, tức Bình San. Họ Mạc đặt tên là Bình San Điệp Thúy. Trên núi Lăng có Lăng Họ Mộ Họ Mạc, hiện nay còn khoảng 40 ngôi có bia đá. Điểm thứ ba chúng ta sẽ đến là những khối đá kỳ hình dị dạng. Từ chợ Hà Tiên đi về phía hướng biên giới chừng 3 km là Thạch Động. Động đá này có hình dáng tương tự như chiếc mũ lông của lính ngự lâm hoàng gia Anh Quốc. Đi thêm chừng 2 km thì đến với đá dựng. Bên trong có nhiều hang động đầy thạch nhũ óng ánh trông như ngọc châu. Nếu đi dọc bờ biển cách thị xã 4 km là Mũi Nai, trên đỉnh có ngọn hải đăng xây dựng từ thế kỷ thứ 19. Từ xa trông Mũi Nai nhô ra biển chẳng khác nào đầu chú Nai đang ngơ ngác nhìn sóng nước. Đẹp nhất và nổi tiếng nhất phải kể đến Hòn Phụ Tử với hình dáng hai trụ đá, một cao lớn một thấp bé nhô lên từ biển trông như hình tượng cha con cuốn quýt lấy nhau. Xưa nay đây được xem là hình ảnh tiêu biểu cho non nước Hà Tiên thơ mộng và quyến rũ. Với những cảnh đẹp trên đây có thể nói sẽ thật là kỳ thú và đầy ấn tượng nếu du khách đến với Hà Tiên. Điểm tiếp theo chúng ta tới là Mũi Dinh Cậu. Dinh Cậu còn có tên gọi là Miếu Thờ Long Vương, tọa lạc tại khu phố 2 thị trấn Dương Đông, Phú Quốc. Dinh Cậu nằm trên mũi đá chân nên chỉ được trồng được dương và cây sộp, có niên đại trên 100 năm. Đứng trên dinh nghe gió biển thổi lồng lộng, không khí trong lành tạo cho con người có cảm giác như thư thái thoải mái. Thắng cảnh nổi tiếng này do thiên nhiên tạo ra từ sơ kỳ năm Tiến của thế kỷ thứ 17. Đến Dinh Cậu du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn trên biển, một bức tranh tuyệt đẹp hiếm nơi nào có trong cả nước có được. Mặt trời xuống thấp trên bãi Dương Đông dường như những tia nắng càng thêm vàng và lung linh trên những con sóng bạc ào ạt xô bờ. Khi nắng tắt dần, bãi tắm vắng dần cũng là lúc những chiếc thuyền câu mực thắp lên những ngọn đèn răng kín một khung trời trông xa như một thành phố nổi trên mặt biển. Hàng năm vào những ngày lễ lớn, Tết Nguyên Đán, dân đảo và các chủ ghe tàu đến viếng rất đông. Đặc biệt vào ngày 15-16 tháng 10 âm lịch, người ta mở lễ hội. Nhờ đó, Dinh Cậu có sức hấp dẫn rất lớn đối với du khách. Mỗi năm thu hút trên hơn 100.000 lượt khách tham quan nghỉ ngơi và tắm biển. Điểm tiếp theo chúng ta sẽ đến là Suối Chanh. Suối Chanh nằm trên dãy Hàm Ninh phía đông bắc đảo Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Suối Chanh tạo lên từ nhiều dòng suối nhỏ len lỏi qua rừng cây, khe núi. Nếu có dịp đến đảo Phú Quốc, ngoài việc đắm mình vào những bờ biển trong xanh với những bãi cát trắng vàng chạy tít tắp tuyệt đẹp thì hãy tham quan đến các điểm di tích lịch sử. Du khách hãy đến điểm du lịch sinh thái Suối Chanh, một kiệt tác của thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo này. Đến với Suối Chanh, du khách có thể tắm suối nằm trên những tảng đá bằng phẳng, nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim kêu trong bầu không khí thoang thoảng hương hoa rừng. Du khách cũng có thể cắm trại câu cá và nướng cá, thưởng thức tại chỗ rất thú vị. Ở gần Suối Chanh còn có nhiều hang động huyền hoặc, kỳ bí như hang rơi nằm trên núi cao chừng 200m, sâu đến 50m, có nhiều thạch nhũ đa đẹp và lạ mắt. Điểm tiếp theo chúng ta sẽ đi Mò So. Cave, đừng nghĩ linh tinh nha. Hang động Mò So. Vị trí Mò So nằm cách Hà Tiên 27 km về phía tây nam, thuộc bình xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang. Với địa thế hang động hiểm trở, Mò So là căn cứ chỉ huy, là địa chỉ của các nhà hoạt động cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Mò So có một hệ thống hang động ẩn hiện giữa một vùng đồi núi chùa điệp trùng, có nhiều hang động thông với nhau, khi to khi nhỏ. Hang to có thể chứa cả một tiểu đoàn, bên trong có hang còn có thung lũng độc đáo rộng khoảng 700m2. Không gian thoáng, du khách có thể đứng ngắm mây trời lồng lộng và nghe những âm thanh là lạ mà được tạo ra từ tiếng gió. Nơi đây cây trái tùm được bao bọc bởi vách núi lô nhô, men theo chiếc cầu cây đi về phía tây thung lũng, du khách sẽ gặp một động nước với chiều cao hơn 20m. Cảnh vật thật kỳ ảo dưới ánh sáng vàng vọt len lỏi vào những khe nứt trên vách. Đây được xem là hang động độc đáo đồ sộ nhất với chiều sâu hun hút, luôn có tiếng gió rít và khe núi. Những luồng hơi nước tuôn ra từ những mạch nước ngầm tạo cảm giác lành lạnh và ẩm ướt, càng làm tăng thêm vẻ kỳ bí của hang. Mò So là điểm kết nối du lịch của nhiều thắng cảnh Kiên Giang như Hòn Trông, Hòn Phụ Tử, Hà Tiên. Người ta ví quần thể hang động núi Mò So như vịnh Hạ Long thu nhỏ. Đến với Mò So, du khách sẽ được thưởng ngoạn một tiên cảnh huyền ảo, trải lòng mình với thiên nhiên kỳ thú. Sự kỳ bí và thơ mộng nơi đây không chỉ để lại nhiều cảm xúc lưu luyến khó quên cho du khách phương xa mỗi khi ghé thăm, mà còn ẩn chứa nhiều bí ẩn cho những ai thích khám phá. Chúng ta đến thăm bảo tàng Cội Nguồn.
Bảo tàng cội nguồn nằm trên huyện đảo Phú Quốc, đây là bảo tàng tư nhân thứ 9 tại Việt Nam và cũng là bảo tàng tư nhân đầu tiên của tỉnh Kiên Giang. Bảo tàng gồm 5 tầng, mỗi tầng trưng bày một sản vật của Phú Quốc. Tầng 1 trưng bày giới thiệu điều kiện tự nhiên huyện đảo Phú Quốc, tầng 2 giới thiệu lịch sử khai phá và quá trình phát triển đảo. Tầng 3 sưu tập khảo cổ, hiện vật sưu tầm tại đảo. Tầng 4 được trưng bày mô hình tàu đắm, giới thiệu cổ vật được vớt lên từ tàu đắm phía đông đảo. Tầng 5 giới thiệu cuộc sống đời thường trên cư dân trên đảo. Ngoài không gian trong bảo tàng còn có nhiều không gian trưng bày ngoài trời. Lên tầng cao nhất của bảo tàng, du khách có thể ngắm nhìn tầm mắt toàn bộ khung cảnh của Phú Quốc từ rừng đến biển, rồi nhà cửa của người dân nơi đây. Hiện vật ở đây chủ yếu là các vật cổ, gỗ hóa thạch, đá, đồng, gốm, bàn ghế và các tác phẩm nghệ thuật chế tác từ gỗ lụa, công cụ ngành nghề truyền thống địa phương, đồ dùng sinh hoạt của gia đình nông thôn qua các thời kỳ, xương một số loại động vật quý hiếm. Các tác phẩm tranh nghệ thuật được trưng bày trong bảo tàng giới thiệu cho tất cả du khách trong và ngoài nước biết đến lịch sử dân tộc, cuộc sống dân biển và thêm hiểu biết những đồ cổ vật. Du khách đi đến đây có thể nghỉ ngơi tại các khu nghỉ dưỡng gần khu bảo tàng như cội nguồn resort để nghỉ hoặc mua một số đồ lưu niệm về cổ vật khác bán ở ngoài bên ngoài. Bảo tàng cội nguồn được coi là một đất nước thu nhỏ của nước ta, phản ánh lên tất cả cuộc sống tinh thần hoạt động của sinh hoạt của người dân nơi đây. Du khách đến du lịch Phú Quốc ngoài ngắm cảnh chụp ảnh, tắm biển, ăn hải sản còn có thể thu thập thêm kiến thức về dân tộc. Điểm tiếp theo chúng ta tới là bãi dài Phú Quốc. Bãi dài nằm phía tây bắc của đảo Phú Quốc. Đây là bãi biển sạch, đẹp và còn rất hoang sơ. Đảo Phú Quốc là hòn đảo lớn và đẹp nhất trong hệ thống các đảo lớn nhỏ thuộc huyện đảo Phú Quốc. Trên đảo có nhiều bãi tắm đẹp và hấp dẫn, trong đó có bãi dài. Bãi dài có đường bờ biển dài khoảng 15 km, bắt đầu từ mũi Gành Dầu đến rạch Cửa Cạn. Năm 2008, bãi dài đã được hãng tin ABC News Australia giới thiệu là một trong những bãi biển đẹp sạch nhất thế giới, nhưng còn hoang sơ, ít được biết đến. Bãi dài chính là thiên đường với nắng vàng, nước mát và không gian du dương tĩnh lặng đầy hoang sơ. Đến đây du khách sẽ thấy hiện ra trước mắt mình là một không gian bao la rộng lớn, khoáng đạt đến kỳ lạ, cảnh đẹp và con người như hòa quyện vào nhau giữa trời và biển. Tất cả sẽ mang lại cho du khách cảm giác thật thư thái, tĩnh lặng. Du khách sẽ quên đi bao mệt mỏi, lo toan của cuộc sống thường ngày. Du khách có thể đến bãi dài Phú Quốc bằng đường thủy hoặc đường hàng không. Nếu đi bằng đường thủy, du khách có thể theo tuyến Rạch Giá, An Thới hoặc Hà Tiên, Phú Quốc. Nếu đi đường hàng không, du khách có thể theo tuyến Rạch Giá, Phú Quốc hoặc Sài Gòn, Phú Quốc. Điểm tiếp theo chúng ta đến là đảo Nam Du. Nam Du được coi là điểm đến cho những ai muốn tìm cảm giác bình yên, thư thái bởi hòn đảo còn khá hoang sơ. Từ Rạch Giá, du khách có thể bắt đầu hành trình đến Nam Du bằng cách đi tàu hơn 2 tiếng đồng hồ ra hòn đảo lớn nhất và cao nhất trong các hòn đảo ở Nam Du. Đảo Nam Du đặc trưng với từng bãi cát trắng dài và nước biển xanh ngắt. Những nơi đều có nét đẹp riêng, nửa như kiêu kỳ cuốn hút, nửa như thu mình bí ẩn, bình dị như chính những cái tên gọi của đó. Hòn lớn, hòn mấu, hòn mến, hòn sơn, hòn lớn tấp nập tàu bè, cư dân đông đúc, hòn mấu yên bình hơn, nhà cửa liền kề nhau ngay sát bờ biển. Đặc biệt ở đây có những viên đá đen bóng và nhẵn lấp lánh trên biển mà thiên nhiên ưu ái ban tặng. Người dân trên đảo Nam Du rất thân thiện, nhiệt tình, hiếu khách. Không chỉ thế, du khách còn có thể được cảm nhận được cuộc sống bình dị của ngư dân bằng cách hòa nhập vào các làng chài, chợ, tìm hiểu đời sống ngư dân, cách họ đánh bắt và sinh sống, thậm chí có thể xin trọ lại nhà ngư dân trên hòn đảo này. Nam Du thích hợp cho các đối tượng du khách như gia đình muốn đi nghỉ ngơi, hòa mình vào biển xanh, ngắm san hô, thưởng thức hải sản tươi sống, hay nhóm du khách trẻ mê phiêu lưu, thích khám phá, cắm trại giữa chốn hoang vu. Điểm tiếp theo chúng ta tới là khu du lịch Hòn Phụ Tử. Khu du lịch Hòn Phụ Tử bao gồm 3 danh thắng là Chùa Hang, Hòn Phụ Tử và Bãi Dương, thuộc quần thể thắng cảnh Hòn Trông, từng gắn liền với thập cảnh vang bóng một thời của vùng đất Hà Tiên, Kiên Giang. Bãi Dương nằm trong khu du lịch Hòn Phụ Tử. Bờ biển Bãi Dương chạy dài khoảng 2 km, dọc bóng cây, sóng dịu êm xô bờ cát thoai thoải cùng với những con tàu thuyền neo đậu bên làn nước biển xanh lơ. Bãi Dương là nơi lý tưởng để du khách đắm mình vào trong làn nước mát hay thả nước dạo chơi dọc triền cát, đến khám phá những gành đá to ẩn chứa bên trong là các hang động mà du khách có thể len lỏi trong lòng hang ra tận ngoài biển. Sau khi tắm biển thỏa thích, du khách có thể thưởng thức các món từ các loại hải sản còn tươi roi rói hay các loại khô đặc sản của địa phương. Điểm Hòn Phụ Tử
Đây là hòn đảo nhỏ gồm hai khối đá dính liền với nhau, tựa hình dáng hai cha con cuốn quýt bên nhau cùng trông ra biển cả. Trước đây hòn Phụ Tử được xem là biểu tượng cho cảnh đẹp Kiên Giang và đã được công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia vào năm 1989. Tuy nhiên tiếc thay, sự cố thiên nhiên xảy ra vào năm 2006 đã khiến cho hòn Phụ Tử bị gãy mất hòn phụ và nay chỉ còn lại hòn tử nằm trơ vơ giữa biển khơi. Điểm tiếp theo là chùa Hang, nằm trong khu du lịch hòn Phụ Tử. Chùa Hang ở Kiên Giang có tên chữ là Hải Sơn Tự, là ngôi Phật động nổi tiếng nằm trong lòng núi đá thâm u mờ ảo. Núi Hải Sơn nằm sát bờ, sóng biển vỗ về quanh năm, vách dựng lên như một hải vọng đài. Lòng núi là hang động tự nhiên do nước biển xâm thực cách đây hàng ngàn năm để lại. Lòng động chùa Hang cũng có nhiều thạch nhũ muôn hình mà khi gõ vào thì âm thanh ngân lên như một tiếng chuông, lên được gọi là đá trông, đá chuông. Thêm vào đó, những tượng Phật lung linh ẩn hiện càng tạo cho nơi này cảm giác huyền bí linh thiêng. Hàng năm chùa Hang tổ chức lễ hội trong long trọng từ ngày mùng 8 và kéo dài đến ngày 15 tháng 4 âm lịch, thu hút rất nhiều khách thập phương về dự. Kiên Giang có những sản vật như sau: hồ tiêu Phú Quốc, rượu sim Phú Quốc, nước mắm Phú Quốc, ngọc trai Phú Quốc, nấm cham Phú Quốc, hào bao Phú Quốc, cá nhồng Phú Quốc, rượu mỏ quạ và những món ngon khác nữa. Kính thưa quý vị khán thính giả, chuyến du lịch của chúng ta hôm nay đến với tỉnh Kiên Giang đã hết. Hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào chuyến du lịch ngày mai, chúng ta sẽ đến với tỉnh